Hello, xin chào mọi người nhé. Thì mình Hiếu đây. Thì trong cái video này thì mình tiếp tục giới thiệu đến cho các bạn một cái dự án ICO khá là mới, khá là hay, liên quan đến cái chủ đề là platform blockchain. Thì dự án đó có tên gọi là XDAC. Thì XDAC đây một dự án liên quan đến thiết lập một cái mạng blockchain riêng, tức là nó được hard fork từ cái iOS platform, đúng không? Nó được hard fork từ cái đó ra. Vậy thì cái nền tảng của nó là nó muốn thiết xây dựng một mạng blockchain, nó là dự án liên quan đến platform. Thì mình trong cái phạm vi của video này thì mình sẽ đề cập đến bốn vấn đề, đó là cái giới thiệu về cái hệ sinh thái của cái XDAC này. Cái thứ hai là mình tập trung vào ba cái vấn đề chính mà trong cái XDAC nó đang cập nhật trong cái thời gian gần đây, đó là cách tạo cái ví XDAC, cách tạo account XDAC, và một cái điểm nhấn nữa đó là khi các bạn mua token từ giai đoạn ICO ấy, thì cái token đó thì nó phát hành token thì quy đồng ICO dưới dạng là ERC, XDAC, ERC 20 token. Và như vậy là đối với cái XDAC này, nó phát hành là một cái mạng, là platform, là một mạng blockchain riêng, thì mình sẽ cần cái đồng tiền để nó trên cái platform đó, giống như kiểu NEO hay là Ethereum ấy. Thì những cái ETH hay NEO gọi là đồng coin, thì khi đó là cái XDAC này thì nó phải được chuyển về cái tương thích đối với cái ví như là cái account XDAC, thì nó phải dạng là XDAC coin. Ok, thì cái khi như vậy thì cái cách để chuyển từ cái token dạng XDAC 20 này sang cái XDAC dưới dạng coin ấy, thì nó cách swap, đây gọi là thủ thuật nó swap. Vậy cái swap nó là như thế nào thì nó cũng sẽ được đề cập rất là chi tiết ở trong cái phần này đó. Thì trên đấy là tinh thần của trong cái video này. Thì trước hết thì là về giới thiệu về cái XDAC này. XDAC này nó mục đích của nó để nó hỗ trợ cho các startup khởi nghiệp để build ở trên cái platform này một cách nhanh chóng đó. Thì trong cái white paper thì họ cũng đề cập ra được những cái vấn đề tồn tại trong cái khi mà một mô hình business startup truyền thống thì nó sẽ gặp phải những cái khó khăn như thế nào, và khi mà sử dụng cái platform của XDAC này thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề mà một cái mô hình mà truyền thống sẽ gặp phải đó. Thì trong cái phần này thì mình sẽ đề cập đến đó là cái vấn đề về cái kiến trúc của cái thằng XDAC này. Thì cái tổ chức của nó thứ nhất là ba lớp. Lớp thứ nhất là có tên gọi là XDAC blockchain. XDAC blockchain này thì nó cái smart contract token chạy trên cái smart contract chạy trên đó. Cái smart contract này thì nó được iOS fork ra. Đó. Thì đó là như thế. Và cái thứ hai nữa là cái việc cái scalability, tức là cái khả năng mở rộng của cái này, thì cái liên quan đến iOS thì cái khả năng mở rộng thì nó cho phép tới cỡ hàng nghìn thousand of transaction per second, hàng nghìn giao dịch trên một giây đó. Thì chính vì mà mình đã đề cập đến đây, nó xây dựng một cái blockchain riêng ấy, thì trong cái blockchain thì mình sẽ trả lời hai vấn đề, đó chính là cái thứ nhất, tốc độ giao dịch. Cái tốc độ giao dịch thì trong cái white paper thì nó cũng đề cập thì tốc độ giao dịch sẽ đạt cỡ là hàng nghìn giao dịch một giây. Và cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ lập trình để deploy những cái app trên đó là sử dụng là C++, là một ngôn ngữ khá là thông dụng và thân thiện. Đó là hai cái nét chính đó, tốc độ giao dịch và cái code để dev cái smart là cái key app và cái đây
Đây là mình giới thiệu về cái ecosystem nhé. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu cách này, cách để các bạn có thể tạo ra được một cái tài khoản XDAC cũng như một cái ví XDAC hình riêng, đúng không? Rồi ok, để cách tạo ra một cái XDAC Winet nhé, cách tạo XDAC Winet thì đầu tiên vì cái thằng này nó đang chạy mainnet chính thức rồi, đây là cái giao diện mainnet của cái XDAC này, thì sau cái ICO thì sẽ có một cái sàn, trước khi niêm yết lên những cái sàn lớn ấy, thì cái XDAC này nó cũng triển khai một cái sàn theo như mình hiểu, đó là nôm na giống như thời kỳ Lending, là sàn nội bộ, đúng không? Cái sàn nội bộ này thì nó chỉ cho phép là những cái startup này mà đang dev ở trên cái platform của họ, thì họ sẽ cho chơi, ví dụ như là SPIA này, chơi ở trên cái Bitcoin, chơi trên Ethereum, là chơi trên USDT đó. Thì giai đoạn đầu thì cũng chỉ là cái vấn đề thử nghiệm thôi, còn cái việc chắc chắn cái đồng này niêm yết sàn lớn hay không thì mình cần theo dõi cái tiến độ thêm của dự án. Ok, để thứ nhất để tạo được cái ví cái XDAC account này thì mình sẽ vào web này, vào cái các bạn sẽ click vào cái new Winet, tiếp tục là các bạn sẽ nó sẽ trỏ đến cái này, thì việc đầu tiên là các bạn cần phải nhập một cái mật khẩu tạo ví và các bạn confirm lại mật khẩu tạo ví nhé, đúng chưa? Thì sau đó các bạn click vào cái save này, rồi đến đây thì nó sẽ có hai tùy chọn. Thứ nhất là nó là yêu cầu là có hai là tạo cái tài khoản mới hay là đè lên cái tài khoản, ghi chồng lên cái tài khoản hiện có, thì các bạn click vào yêu cầu là tạo một cái tài khoản mới. Thì đến cái bước này, như vậy là các bạn đã tạo ra một cái ví của cái nhà đã xong cái bước 1 rồi. Bước 2, bước này các bạn đặt tên cho cái account. Cái bước này chính là cái cách tạo account XDAC đó. Thực ra trong cái mình thao tác này nó sẽ bao trùm cho cả hai cái công đoạn là cách tạo ví và cũng như cách tạo tài khoản. Ok, thì đây ví dụ đây cái account thì phải tuân thủ theo, nó phải là 12 ký tự từ A tới Z, và đối với số là từ 1 đến 5. Ví dụ một cái my như này, my account này nhá, mình ví dụ demo thôi. Rồi đây là các chữ thường rồi đúng không, thì sẽ các số còn lại mình sẽ lấy là gì, 3, 4, 5 chẳng hạn đó. First name các bạn điền tên first name, ví dụ là Hà này, last name là Nguyễn này, email này, sau đó các bạn click vào cái này. Thì đây nó sẽ sinh ra cho bạn hai thứ. Thứ nhất private key và thứ hai là cái địa chỉ ví EOS. Sau đó các bạn backup thì cẩn thận hai cái ví này ra. Rồi sau đó các bạn sau khi các bạn backup ra nhé, vì sau này khi các bạn đăng nhập lại vào ví ấy, thì gồm có hai bước. Bước thứ nhất là sau khi các bạn đăng nhập bằng mật khẩu, thì bước tiếp theo là các bạn sẽ nhập private key để có thể ra được những cái thông tin về cái account của mình. Ok, và tiếp theo nữa là các bạn sẽ create personal account, tạo một cái personal account, các bạn click vào đây. Ok, đó, rồi nè, cái này thì nó vào thông báo rồi này. Ok, 3, 1, 5 đi. Mai nhé, mai được chưa, 4, 5, 1. Đó, thì như vậy là các bạn đã tạo thành một cái account này rồi, đúng không ạ? Rồi thì sau đó là đây chính là cái sau đó các bạn đã tạo đây đã thành công cái đây rồi, thì các bạn muốn swap token thì các bạn bấm vào cái get này. Cái get này thì nó sẽ show ra cho các bạn một cái địa chỉ ví MyEtherWinet. Việc tiếp theo nữa là các bạn muốn swap từ cái ERC20 token này
sang cái dạng là coin đúng không? Thì khi đó các bạn sẽ đăng nhập vào cái ví MyEtherWallet của các bạn. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ chuyển cái token XBRC ERC20 này tới cái địa chỉ ví mà nó được hiển thị ở chỗ ghép này. Thì sau đó các bạn chọn cái lượng token muốn chuyển, ví dụ 10, 20, 100 hay 1000 XBRC token, và các bạn sau khi chuyển thành công thì các bạn sẽ nhận được cái ở đây, nó sẽ hiển thị số dư liên quan đến XBRC, và khi đó là cái XBRC đó gọi là XBRC dưới dạng coin. Ok, thì video ngắn này mình đã giới thiệu cho các bạn tổng quan về cái cập nhật của cái dự án này đến thời điểm hiện tại, và hy vọng video cung cấp cho các bạn một số thông tin hữu ích. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin cảm ơn.